du khách vẫn kéo đến khu DMZ bất chấp quan hệ căng thẳng giữa hai nước Nam và Bắc Hàn. Tin từ Patru, binh sĩ Nam Hàn được nhìn thấy ở khắp mọi nơi ở phía Nam của khu vực có tên ngược với thực tế là phi quân sự. Họ bảo vệ các tòa nhà và dựng các rào chắn để ngăn cản sự xâm lược, không chỉ của những người lính Bắc Hàn mà còn của đám đông khách du lịch. Với bức tường Bá Linh và Liên Xô không còn, khách du lịch này đổ xô đến cả hai phía của khu vực DMZ, là biên giới được canh phòng chặt chẽ nhất trên thế giới, được thiết lập cách đây 60 năm. Bên phía Nam, các cửa hàng lưu niệm bán áo thun DMZ, chocolate DMZ, mũ nón DMZ và những mảnh rào gai thép DMZ gắn trên gạch men. Những chai rượu Bắc Hàn đầy bụi bặm và những quân phục chiến đấu thu nhỏ cũng đã được bày trên các kệ hàng. Không xa hàng rào dây thép gai và các binh sĩ mang súng, các trẻ em la hét trong niềm vui khi đi trên một con tàu khổng lồ đông đưa qua lại trong một công viên giải trí mang tên Vùng Đất Hòa Bình. Tiếng nhạc pop ồn ào phát ra từ khu công viên chỉ bị át đi bởi tiếng của máy bay trực thăng quân sự của Hoa Kỳ lâu lâu bay ngang qua trước khi biến mất sau những ngọn cây. Du lịch cũng có ở bên phía bắc của DMZ nhưng im lặng hơn nhiều. Khu du lịch bên phía bắc có nơi được gọi là Làng Hòa Bình với những tòa nhà trống không mà người Nam Hàn đặc biệt danh là Làng Tuyên Truyền. Ngoài ra còn có một cột cờ cao 160m được cố tình dựng cao hơn cột cờ trong Làng Tự Do của Nam Hàn, một thị trấn nhỏ ở khu vực DMZ ở phía Nam Hàn. Đường biên giới DMZ kéo dài 240 km dọc theo vĩ tuyến 38 đã được vẽ ra trong Hiệp định Đình Chiến năm 1953, kết thúc 3 năm xung đột, nhưng vẫn để hai miền Triều Tiên trong tình trạng chiến tranh. Khu vực này rộng 4 km với khu vực cho du khách chỉ cách Hán Thành 1 giờ lái xe về phía Bắc. Hán Thành, thủ đô của một cường quốc kinh tế, xuất khẩu xe hơi, tàu, các thiết bị công nghệ cao, thép và hóa dầu, trong khi Bắc Hàn xuất khẩu những thứ khác như ma túy, vũ khí hạt nhân và tiền giả.